chào các bạn đã đến với kênh của Hoàng Uyên ngày hôm nay. Và buổi học ngày hôm nay chúng ta là buổi học dành cho người mới bắt đầu. Và đồng hành cùng với chúng ta là bạn Hòa. Và bạn Hòa hiện tại là đang là người mới hoàn toàn luôn. Vì vậy chúng ta hãy nhìn những lỗi sai của bạn Hòa và sẽ được Hoàng Uyên chỉnh sửa rất là kỹ để giúp các bạn nhận ra rằng khi mà chúng ta mới tập thì mình sẽ sai như thế nào nhá. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập thôi. Đầu tiên thì mình có thể luyện hít thở một chút. Và mình hãy lắc nhẹ hông sang hai bên để hông của mình cân bằng trên thảm. Và tay của chúng ta thả lỏng trên gối. Mình có thể hạ nhẹ tay trên gối như thế này, hoặc là chúng ta để ngửa lòng bàn tay ra. Và từ từ nhắm hẳn mắt lại. Hãy thả lỏng trán của bạn, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng cổ, vai, gáy. Buông thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng tâm trí. Hãy hướng ý thức của bạn vào hơi thở, cảm nhận bụng lên xuống nhịp nhàng. Hít sâu phình bụng lên. Bàn tay vào nhau. Chúng ta có thể tách nhẹ các đầu ngón tay ra để cho lòng bàn tay của mình có thể massage vào nhau được nhiều hơn. Cảm nhận lòng bàn tay của mình dần trở nên ấm hơn. Và từ từ mình áp tay lên mắt, massage mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa vào mắt của bạn. Thật thư giãn. Rồi đẩy hai tay ra xa, mở mắt nhìn lòng bàn tay. À, đúng rồi. Và chúng ta cùng chào nhau. Namaste. À, không biết là Hòa vừa nãy thì khi mà hít thở đấy thì bụng có lên xuống được không? Còn nếu mà các bạn mà cảm thấy khi mà mình hít thở nhá, mà khi hít vào chúng ta vẫn bị xẹp bụng xuống như thế này, thì tức là chúng ta sẽ phải luyện tập thêm. Và các bạn có thể để tay lên bụng và hãy cảm nhận là khi chúng ta hít vào thì bụng của mình phình lên này, và thở ra thì xẹp bụng xuống. Và Hoàng Uyên sẽ để cái link phép hít thở bằng bụng này ở dưới cái phần mô tả để giúp các bạn có thể luyện tập được cái phép thở này nhá.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với những động tác cơ bản để khởi động và chúng ta sẽ làm mềm toàn bộ cơ thể của mình một cách đơn giản nhất và thoải mái nhất. Rồi mình tiếp tục để nhẹ tay trên gối và chúng ta sẽ khởi động khớp cổ. Mình sẽ xoay từ bên phải sang trái thật chậm rãi. Khi mà chúng ta ngửa đầu ra sau, hãy tập trung vươn cằm của bạn lên chứ không ngả đầu tự do. Kéo vươn cằm lên nào. Rồi, Hoàng Uyên có thể xoay nghiêng, các bạn cứ nhìn Hòa nhá. Mình có thể xoay nghiêng để cho các bạn có thể nhìn và mình cũng có thể. Không, Hòa cứ ngồi thẳng nhá. Đúng rồi. Và chúng ta xoay ngược lại nào. Từ trái qua phải. Khi vươn cằm lên thì chúng ta tập trung cảm nhận vào cơ cổ đằng trước được kéo giãn. Và mình nâng đầu về giữa, hít vào chậm chậm, xoay mắt nhìn sang bên trái. Thở ra, xoay sang phải. Hãy giữ cho lưng của bạn thẳng và hạ hai vai xuống. Hít vào, xoay đầu qua trái, thật chậm rãi. Rồi mình có thể mắt nhìn xéo xuống vai. Thở ra, xoay qua phải. Một vòng cuối, hít sâu qua trái. Rất là thoải mái cho vùng cổ của mình. Mắt chúng ta nhìn xéo xuống vai và thả lỏng vai của bạn xuống nào. Giữ 3, 2 và 1. Thở ra, xoay mắt nhìn sang phải. Và mình nhìn xéo xuống vai bên phải của mình nào. 3, 2 và 1. Hít vào, xoay đầu về giữa. Rồi từ đây chúng ta vươn hai tay lên cao, chắp tay, ngước mắt nhìn lên. Thở ra, chậm chậm, cúi đầu, hạ tay. Cảm nhận cơ cổ đằng sau của mình được kéo giãn. Hít sâu, hai tay vươn lên, chắp tay, ngước mắt nhìn lên. Mình có thể thả lỏng vai xuống nào. Vẫn giữ thẳng tay nhưng hạ hõm vai của mình xuống. Thở ra, chậm chậm, hạ tay xuống, cúi đầu. Vòng cuối, hít vào, hai tay vươn lên cao. Kéo giãn toàn bộ trục cuộc sống của mình lên trần. Và Hòa có thể đưa hai tay về sau một chút nào. Đúng rồi, thả lỏng vai xuống. Ok, rất tốt. Mình sẽ thả lỏng vai nhá, chứ chúng ta tuyệt đối không rụt vai lên. Đấy, hạ vai xuống. Giữ 3, 2 và 1. Thở ra, chậm chậm, hạ tay, cúi đầu. Và chúng ta giữ ở đây, thả lỏng vai và cảm nhận vào cơ cổ đằng sau được kéo giãn. 3, 2 và 1. Hít sâu, hai tay vươn lên cao. Lần này chúng ta không chắp tay nhé, để hai tay mở rộng bằng vai, lòng bàn tay của mình hướng vào nhau. Rồi thở ra, chậm chậm đưa tay trái xuống thảm. Đúng rồi, đưa tay trái xuống thảm nào. Và nghiêng người sang bên trái, mắt nhìn lên trần. Đấy, Hòa giữ ở đây nha. Các bạn có thể để ý là lúc này vai của Hòa đang bị bó, thì mình hãy thả lỏng vai này xuống này. Và nếu các bạn có viên gạch nhá, thì mình có thể đặt tay, đặt cái khuỷu tay này lên bên cạnh. Đúng rồi, và thả lỏng hẳn vai xuống. Được chưa nào? Hơi đẩy ngực lên, đẩy ngực lên nào. Đấy, nhấn cái hông bên phải của các bạn xuống. Đây là tư thế rất là chuẩn khi mà mình nghiêng. Và hãy cảm nhận rằng cái cơ thể của bạn nghiêng trên một mặt phẳng, chứ chúng ta không cố gắng này lao người về trước hoặc là cố gắng đẩy người mắt nhìn lên trần quá sâu mà chúng ta vặn. Và mình hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang nghiêng trên một mặt phẳng thôi. Đó, giữ ở đây và hãy cảm nhận cơ lườn bên phải của các bạn đang được kéo giãn.
giữ ở đây 5 nhịp thở chậm nữa. Nếu tốt thì mình tiếp tục nghiêng sâu hơn và giữ. 5 4. Hòa có thể đưa tay áp sát tai thêm một chút nữa nào và nghiêng thêm. 3 2 và 1. Rồi từ từ hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Đúng rồi, và thở ra chậm chậm, mình lại hạ tay phải xuống thảm. Và nếu mà các bạn cảm thấy tay của mình không hạ được xuống thảm nhá, cái kiểu tay của mình ấy, thì chúng ta có thể đặt lên một vật cao như thế này, rất là dễ và thoải mái. Hãy thả lỏng hoàn toàn cái vùng vai phải của bạn ra. Và tay trái của mình thì áp sát tai. Rồi, hơi đẩy nhẹ lồng ngực của bạn lên. Hít thở chậm và hãy nhấn hoàn toàn cái vùng hông bên trái của mình xuống. Hít thở đều ở đây. Và nếu mà các bạn không có gạch nhá, thì mình cứ để tay thẳng như này thôi. Kéo giãn. 5 nhịp thở chậm nữa nào. Nếu tốt thì hãy nghiêng sâu hơn một chút nữa. 5 4 Rất tốt. 3 2 và 1. Hít sâu chậm rãi, nâng người lên, hai tay vươn lên cao. Và thở ra, mình xoay cơ thể sang bên trái, chậm chậm hạ hai tay xuống, tay phải đặt gối trái và tay trái đưa về sau lưng. Đúng rồi. Và chúng ta hãy điều chỉnh lại hông của mình, hoàn toàn dán xuống thảm. Đẩy lồng ngực lên và mắt nhìn về sau. Đây là Hòa cũng đang hơi bị gồng đây này. Các bạn có thể để ý nhá, là vai của Hòa đang hơi gồng. Thì chúng ta cứ thả lỏng vai ra nào, thả lỏng vai ra. Và nếu mà mình cứ thoải mái thôi. Đấy, thoải mái. Hãy cảm nhận từ đốt sống ngực cho đến vùng thắt lưng của mình đang được vặn xoắn thật nhẹ nhàng. Cứ thoải mái, bình tĩnh. Chúng ta không cần vặn quá sâu, mà cứ cảm nhận cơ thể của mình từng chút một vặn xoắn nhẹ nhàng. Đó. Nếu mà tốt thì chúng ta sẽ lân dần tay trái sang bên phải. Sang bên phải. Cảm nhận thấy rằng cái cột sống của mình được vặn xoắn thêm một chút nữa. Và mình giữ ở đây nào. Hít thở thật chậm. Và hãy nhắm hẳn mắt lại, thư giãn ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu chậm rãi, xoay người về giữa, hai tay vươn lên cao. Thả lỏng vai xuống nào. Đúng rồi. Thở ra, xoay người sang phải và mình hạ hai tay xuống. Tay trái đặt gối phải và tay phải đưa về sau. Đúng rồi. Từ đây chúng ta có thể xoay vai một chút, đẩy ngực lên. Giữ ở đây và hít thở đều. Cảm nhận từ vùng ngực của mình đến vùng hông của chúng ta được vặn xoắn một cách nhẹ nhàng. Hãy nhắm mắt lại và hít thở đều. 5 nhịp thở chậm. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, xoay người về giữa, hai tay vươn lên cao. Và thở ra, từ từ chúng ta sẽ đưa hai tay xuống thảm và mình lân hai tay về phía trước, kéo dài trục cột sống của mình ra. Và nhấn dần ngực xuống, nhưng ưu tiên vẫn giữ cho lưng của chúng ta được thẳng. Hãy hít thở chậm. Hít thở thật đều. Mắt của Hòa có thể nhìn chếch xuống một chút nhá. Khi mà mình ngửa đầu lên thì sẽ cảm nhận thấy rằng cái vùng trán của mình nó dễ bị nhăn. Thì mình có thể nhìn xuống, xéo xuống gần vị trí ở đây. Nào. Hít thở chậm nào. 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, siết bụng, nâng người lên, hai tay vươn lên cao.
và thở ra thì mình hạ tay xuống. Và từ đây chúng ta sẽ xoay cơ thể sang bên phải và mình sẽ đưa hai chân về phía trước, lắc nhẹ hai chân. Và chúng ta hãy thả lỏng hai chân của mình ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần khởi động cho vùng chân nhá. Hai chân của mình rung lắc lên xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay cổ chân nào. Và như Hòa là đang chống tay nhá, là đang hơi rụt vai lên như này. Và đây là cái lỗi mà những người mới rất hay gặp. Thì chúng ta nhớ là mình chống bằng phần hông của mình để giữ cơ thể. Và tay của chúng ta chỉ gá nhẹ thôi. Đấy, gá nhẹ, trùng nhẹ khỉu tay và gá. Được không nào? Thả lỏng cái vai xuống. Tiếp tục nào, bây giờ chúng ta sẽ xoay cổ chân từ phải qua trái. Xoay thật chậm. Và khi mà chúng ta xoay đấy, mình hãy cảm nhận cái cổ chân và đến ngón chân của mình được kéo giãn ra. Rồi mình xoay ngược lại từ trái qua phải. Hãy xoay thật nhịp nhàng và kéo giãn đến phần ngón chân của mình luôn. Tốt, mình nâng người lên nào. Hãy lắc nhẹ hông của bạn cho hông cân bằng trên thảm. Hít sâu, hai tay vươn lên cao, siết bụng lại. Và thở ra, chậm chậm mình đưa chân trái này gần về phía hông và hai tay nắm lấy bàn chân trái. Được không nào? Hít sâu, từ từ nâng chân trái lên. Hãy giữ cho chân trái của bạn hơi co nhẹ gối như này. Và từ từ, nếu được thì mình bắt đầu này, kéo chân trái thẳng ra một chút, nhưng vẫn phải giữ cho lưng của mình được thẳng. Hít thở chậm. Đó, đúng rồi Hòa. Đừng cố gắng mà cong lưng nhá. Hãy nâng cái gối lên một chút nữa nào. Nâng gối, kéo cái chân về phía người và đẩy ngực lên. Đó, đẩy ngực lên nữa nào. Thì lúc này gối phải co lại một chút. Đấy, đẩy ngực lên. Em có cảm thấy em phải cảm thấy là cái keo chân ở đây nó phải được kéo giãn ra. Đấy, giữ cho lưng mình thẳng. Và chúng ta đang tập kéo giãn cái keo chân của mình. Và cái cơ keo chân của Hòa là rất là cứng. Nếu mà người mới, tuy Hòa là người mới nhưng mà nếu mà ở mức độ này, tức là cơ keo chân của Hòa cứng và chúng ta sẽ phải luyện tập nhiều hơn về cái phần keo chân này. Đó, cố gắng lên. Là có thể giữ ở đây thêm 5 nhịp thở nữa nào. 5 4 3. Mục tiêu của chúng ta sẽ kéo thẳng như này nhá. 2 và 1. Rồi từ từ mình co nhẹ gối, hạ chân xuống và chúng ta đổi bên luôn. Đó. Hít sâu, hai tay vươn lên cao, siết bụng lại. Thả lỏng vai xuống. Và thở ra, co chân phải gần về phía hông. Và hai tay của mình nắm lấy bàn chân phải. Hít vào, chậm rãi kéo chân phải thẳng ra một chút. Và tùy theo cái sức của mình, thả lỏng vai xuống nào. Thả lỏng trán và giữ cho cơ thể của mình được thoải mái. Đầu tiên thì chúng ta có thể bị cong như này, nhưng mà dần dần một thời gian tập thì hàng ngày chúng ta sẽ kéo giãn dần ra, kéo dần ra. Và rồi một ngày chúng ta sẽ kéo thẳng được. Đó. Thì cái quy trình tập yoga là các bạn hãy cứ bình tĩnh và quan trọng nhất là cái sự kiên trì của mình. Hàng ngày, từng ngày một là chúng ta sẽ luyện tập thì nó sẽ được thoải mái và cơ thể chúng ta sẽ mềm dẻo hơn rất nhiều. 5 nhịp thở nữa nào. Hòa có thể thử nâng cái chân lên một chút nhá. Nâng lên, đúng rồi. Đẩy ngực lên nào. 5 4 3 2 và 1. Rồi chậm chậm mình hạ chân phải xuống. Thở hết ra. Từ đây chúng ta sẽ về tư thế cái bàn, bằng cách là mình co hai chân về sau này, hai tay của mình chống xuống thảm, đưa người về tư thế cái bàn. Được không? Hai chân mở rộng bằng hông,
và hai tay mở rộng bằng vai. Và Hòa có thể để cho hai ngón tay nhá, ngón tay trỏ của mình này song song với nhau và hướng thẳng về phía trước. Và các ngón tay của bạn sẽ xòe rộng bám xuống thảm. Rồi, Hòa có thể bước hai tay lên một chút nào. Đúng rồi. Thì chúng ta hãy để ý từ vai cho đến cổ tay là vuông góc với mặt thảm. Chân cũng thế, thì sẽ là một tư thế rất là đẹp. Và trong tư thế này, với người mới thì rất hay bị võng lưng. Và các bạn lưu ý, hãy nâng bụng lên, cuộn cái phần mông xuống được không nào? Cái phần ngực của mình cũng thế, đẩy nó lên một chút. Không, tức là đẩy đây nhá. Các bạn hãy tưởng tượng như có một ai đó đang đặt vào ngực của mình, đẩy lên một chút. Đó, thì nó rất an toàn cho cái phần bụng của mình. Nó không bị võng lưng và không bị dồn lực vào thắt lưng của mình. Bắt đầu từ tư thế này. Hít vào, siết bụng, võng lưng xuống, đẩy hông lên và đẩy ngực vươn cong. Đúng rồi, hãy nhấc ngực của bạn lên, vươn cong lên, chính xác. Thở ra, cuộn lưng lên cao, rút xuống, thu cằm. Hãy cuộn từng đốt sống của bạn và cuộn tròn lên cao nào. Hít sâu, siết bụng, võng lưng, đẩy cao hông, vươn cằm. Chuyển động thật chậm rãi và nhịp nhàng. Đấy, thì tư thế này nếu mà các bạn bị sập vai nhá, thì các bạn hãy tưởng tượng có một cái gì đấy kéo cái vai của mình lên, được không nào? Đấy, giữ cho tay của mình, vai của mình được thẳng. Thở ra, cuộn lưng lên, rút rốn, thu cằm. Đúng rồi Hòa, lần này làm tốt hơn lần trước. Thu cằm về hõm cổ nào. Thêm hai vòng nữa, hít vào, siết bụng, võng lưng, đầy cao hông, vươn cằm lên. Động tác này rất tốt cho vùng cột sống của mình. Và thở ra, cuộn lưng lên, rút rốn, thu cằm. Một vòng cuối, hít sâu, siết bụng, võng lưng, đầy cao hông, vươn cằm lên. Và mình giữ ở đây. 3, 2, và 1. Thở ra, cuộn lưng lên cao, rút xuống, thu cằm. Chúng ta cuộn tròn lưng lên và cảm nhận thấy bụng của mình rút sâu vào bên trong. 3 nhịp thở chậm. 3, 2, và 1. Hít vào, về lại tư thế cái bàn. Rồi từ đây mình hãy đưa tay trái này về phía trước đúng giữa thảm. Thở ra, mình luồn tay phải sang bên trái và hạ vai đúng giữa thảm nào. Hạ vai đúng giữa thảm, đúng rồi. Và chúng ta di chuyển tay trái thẳng về phía trước. Ok, rất tốt. Hãy di chuyển đầu và vai của Hòa sao cho thoải mái nhất nào. Các bạn hãy để ý cái hông của mình nhá, để cân bằng như bạn Hòa là rất tốt. Có nhiều bạn sẽ đánh sang bên phải, có nhiều bạn đánh sang bên trái. Nhưng chúng ta hãy ưu tiên là mình sẽ giữ cho hông cân bằng và duỗi thẳng cái trục cột sống của bạn ra, đúng không nào? Còn vai của mình thì chúng ta hạ ở cái vị trí mà mình cảm thấy là thoải mái nhất. Rồi, chúng ta cố gắng hít thở chậm và giữ tư thế ở đây một vài nhịp thở nữa. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi từ đây chúng ta hãy chống tay và chậm rãi nâng người lên. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi bên nào. Về lại tư thế cái bàn chuẩn. Và chúng ta đưa tay phải đúng giữa thảm nhé. Đúng giữa thảm nào. Hít sâu một hơi, phình bụng lên. Thở ra, luồn tay trái sang bên phải. Hạ vai đúng giữa thảm và hạ đầu xuống. Đúng rồi. Tốt rồi, chúng ta sẽ đưa tay phải vượt qua đầu và kéo thẳng tay phải của bạn ra. Xoay vai, để ngực và nếu tốt thì mắt mình nhìn lên chân. Hít thở đều. Và động tác này rất tốt với những ai đau cổ vai gáy và đau lưng. Hít thở chậm. Và Hòa để ý từ vai cho đến cổ tay trái của mình nhá, là trên cùng một đường thẳng.
thả lỏng cái vai ra. Thả lỏng vai. Và chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, chống tay, nâng người lên, tư thế cái bàn. Rồi từ từ thở ra. Thì mình chậm rãi này, đưa chân về vị trí ban đầu và chúng ta ngồi xuống thẳng. Và đây là những tư thế rất là cơ bản trong yoga. Và chúng ta sẽ ôm hai chân này, ôm hai tay vào chân của mình, chậm chậm này, cuộn lưng về sau và mình nằm xuống. Nằm xuống được không nào? Cuộn lưng, đúng rồi, thật chậm rãi như vậy. Và mình sẽ hạ hai chân xuống thảm, ve lại tư thế cây cầu. Hai chân của mình mở rộng bằng vai và hai tay xuôi theo thân, hướng lòng bàn tay xuống thảm. Hai chân, à đây, Hòa có thể nằm vào trong thảm nhá. À, nằm vào trong thảm nào. Đúng rồi, hai chân của mình mở rộng bằng vai này. Và cái gót chân của mình ấy, giữ làm sao để cho hai cẳng chân của mình vuông góc với mặt thảm và giữ lại vị trí này. Hít sâu, dồn lực vào cơ bụng, cơ đùi, siết nó lại và nâng hông lên. Nâng hông lên nào. Không phải. Tư thế này, à đúng rồi, Hòa vẫn chưa hiểu ý của mình lắm. Đây, đúng là người mới mà. Siết cơ bụng, cơ đùi này và mình nâng cái hông của mình lên, giữ nguyên cái đầu và giữ nguyên toàn bộ các cái điểm chạm sàn. Chỉ hông của mình nâng lên thôi. Được không nào? Và thở ra thì mình hạ chậm xuống. Rồi, tiếp tục nào. Hít sâu, nâng hông lên. Đúng rồi, dừng lại ở vị trí này thôi. Chúng ta không cần phải nâng hông quá cao nhá. Và các bạn hãy để ý này, từ gối này đến phần hông và đến phần ngực là chúng ta trên cùng một đường thẳng là tốt nhất. Rồi, hơi khép nhẹ gối lại một chút. Thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. Đúng rồi, cứ chậm rãi thôi. Lần nữa nào, hít sâu, nâng hông lên. Chậm rãi thôi. Thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. Thêm một lần nữa nào. Hít vào, chậm rãi nâng hông lên. Và chúng ta giữ lại ở đây. Động tác này thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái cơ hông này, cơ đùi và cơ bụng của mình đang được làm việc. Và tư thế này rất là tốt cho phần lưng và tốt cho những ai mà muốn tập về phần mông này, tập về phần đùi, rất là hiệu quả. Và nó rất là nhẹ nhàng, dễ thực hiện. Không ít bị chấn thương trong cái động tác này. 3 nhịp thở nữa nhá. Cố gắng lên nào. 3 2 và 1. Rồi thở ra, chậm chậm hạ hông xuống. Và từ đây chúng ta hãy đưa hai chân sát về phía bụng của mình. Không, cả hai chân, đúng rồi. Hai tay của mình ôm lấy gối. Và chúng ta nhắm hẳn mắt lại, thư giãn trong động tác này. Hít thở đều. Hãy thả lỏng hai vai của mình xuống. Thả lỏng vùng trán. Giữ nguyên chân phải của bạn và từ từ duỗi thẳng chân trái ra, đặt xuống thảm luôn. Tiếp tục chúng ta giữ ở đây 5 nhịp thở chậm. 5 4 3 2 và 1. Duỗi thẳng chân phải ra và đổi bên. Nâng chân trái của bạn áp sát vào bụng nếu được. Hãy sử dụng tay của mình kéo nhẹ chân xuống. Và khi mà chúng ta kéo được rồi thì mình hoàn toàn thả lỏng cái vai ra. 5 nhịp thở chậm. 5 4 3 2 và 1. Rồi từ từ đưa chân trái về phía cuối thảm. Và chúng ta thả lỏng hai tay, mở rộng ra, hướng cái lòng bàn tay lên trần
và hai chân của mình ra sát mép thảm nào. Rồi. Và từ đây chúng ta hãy tìm ra một vị trí mà mình cảm thấy cơ thể của mình thoải mái nhất, bằng cách là chúng ta có thể nâng ngực lên và hạ xuống. Nâng hông lên. Không, nâng ngực cơ. Nâng ngực nhá, nâng phần ngực. Đúng rồi, đấy, hạ xuống. Sau đó nâng hông lên. Hông của mình nâng lên học đúng rồi. Không phải gồng quá. Mà các bạn hãy để ý này. Khi mà chúng ta nâng này, chúng ta chỉ nâng nhẹ nhàng như này và hạ xuống luôn. Tức là mình tìm ra một cái điểm mà cơ thể chúng ta chạm vào thảm và cảm thấy thoải mái đấy. Đó. Rồi, từ đây chúng ta hãy thả lỏng hai chân. Đây nhá, bình thường các bạn hay gồng đúng không? Đổ hai chân sang hai bên nào. Đấy. Thả lỏng hai tay ra. Và từ từ chúng ta sẽ nhắm hẳn mắt lại. Thả lỏng trán. Thả lỏng khuôn mặt. Thả lỏng cổ, vai, gáy. Buông thả lỏng hai tay, hai chân. Và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng tâm trí. Chúng ta tiếp tục với nhịp hít thở bằng bụng. Hãy cảm nhận vào phần bụng của bạn được lên xuống một cách nhẹ nhàng. Khi hít vào, bụng của ta phình lên. Và thở ra chậm chậm xẹp bụng xuống. Sâu phình bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Vào nhau, kéo thẳng về phía trước, kéo giãn toàn bộ cơ thể của bạn. Đúng rồi. Và thở ra, thả lỏng. Thêm một nhịp nữa nào. Hít sâu đầy cẳng. Thở ra, thả lỏng. Và chúng ta lật mình sang bên trái. Và lật sang bên phải. Từ từ chúng ta chống tay phải lên tay của mình và về tư thế Phật nằm, để cho máu và oxy của mình lan tỏa toàn bộ cơ thể trước khi mà mình có thể nâng người lên. Và mỗi khi mà chúng ta ngủ dậy thì chúng ta có thể thực hiện tư thế này. Chứ bạn đừng có thức dậy một cách đột ngột nhé. Nhất là với những người lớn tuổi thì càng nên thực hiện tư thế này trước khi mà chúng ta nâng người lên và bước xuống khỏi giường của mình. Và từ đây chúng ta sẽ co hai chân lại và chống tay nâng người lên. Rồi, thì mình sẽ về tư thế ngồi tĩnh tâm nào. Và chúng ta có thể đưa hai tay nhá, đan chéo và xoa bóp từ vai cho đến cổ tay của mình. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta đã thực hiện những cái động tác rất là đơn giản đúng không? Và Hòa cảm thấy là nó dễ thực hiện không? Ừ, đúng rồi.
Và khi mà các bạn mới tập đấy thì các bạn nên đi từ những động tác rất là đơn giản, và chúng ta tập thời gian ngắn hơn một chút để giúp các bạn làm quen với các tư thế, và chúng ta không bị mỏi quá, không bị đau quá nhá. Và chúng ta có thể xoa nhẹ gối của mình nào. Sau khi tập luyện thì chúng ta sẽ đến các bước giãn cơ như thế này, massage, xoa bóp cho cơ thể của mình. Và từ đây chúng ta có thể khung nhẹ tay nhá. Và chúng ta sẽ vỗ lưng. Rất là thư giãn trong cái động tác vỗ lưng này. Mình rất là thích cái động tác này luôn. Vỗ đùi nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vươn hai tay lên cao, hít một hơi thật sâu. Và thở ra, chúng ta kéo tay về phía ngực. Buổi học hôm nay là kết thúc rồi ạ. Cảm ơn cả lớp, cảm ơn Hoa đã đồng hành cùng với Hoàng Uyên trong buổi tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn có một sức khỏe thật là tốt. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Namaste.